Chào các bạn đã đến với kênh giải trí Vovo TV Online. Hôm nay, cô bé Masa của chúng ta dự định sẽ trồng thật là nhiều loài hoa để làm đẹp cho khu vườn của mình. Sau đó sẽ mời bạn gấu sang thăm. Cô bé cũng đã có ý tưởng là sẽ trồng những loài hoa gì ở đâu rồi. Nhưng chắc cô bé không thể làm một mình mà phải cần sự trợ giúp. Nào các bạn ơi, cùng mình giúp bé Masa nhé. Để làm được điều này, trước khi chúng ta trồng, chúng ta sẽ hỏi xem dự định của Masa muốn chúng ta trồng giúp những loại hoa gì và ở đâu nhé các bạn. Nào các bạn ơi, bắt đầu công việc của mình thôi. Nào, bây giờ chúng ta hỏi xem ý định của Masa là trồng những loại hoa gì nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ trồng để bụi hoa này ở đâu nhé? À thì ra là ở đây. Đây này. Tiếp theo nhé các bạn. Loài hoa này, loài hoa màu vàng này chúng ta sẽ trồng ở kế bên bụi cây này nhé. Các bạn, tiếp theo bụi hoa này chúng ta sẽ trồng ở đâu nào? Cũng là tiếp theo, cũng là gần kế bên cái cây màu vàng khi nãy. Rồi tiếp theo, hoa này chúng ta sẽ trồng ở đâu đây nào? Trước cửa nhà, hai chậu trước cửa nhà đây. Trồng hai chậu trước cửa nhà này. Tiếp theo, chậu hoa màu đỏ này chúng ta sẽ trồng ở đây. Tiếp theo nào, cây nấm này thì là ở đây nhé. Tiếp nào, cây hoa màu xanh này ở đây. Chúng ta sẽ trồng ở đâu đây nhỉ? Một đôi hoa màu vàng cũng rất là đẹp. Ở đây các bạn ơi. Nào, tiếp theo nào. Đôi hoa màu xanh. Ở đây nhé các bạn, ở đây. Tiếp theo sẽ là loài hoa gì đây? Tiếp theo loài hoa này chúng ta sẽ trồng ở đâu nữa đây nào? Ở đây nhé các bạn. Kế bên vẫn là gần với cái chậu hoa màu xanh khi nãy. Nào, tiếp theo, hoa này hoa có màu tím cà rất là đẹp, chúng ta sẽ trồng ở đâu đây? Ở đây các bạn ơi. Đây này.
Tiếp theo nè các bạn. Tiếp theo là loài hoa này đó. Chúng ta sẽ trồng ở đâu đây? Ở đây nhé các bạn. Nào, tiếp theo các bạn ơi, loài hoa màu đỏ. Chúng ta sẽ trồng ở đây nhé các bạn. Chú bướm này sẽ đậu lên bông hoa màu đỏ này. Tiếp theo cây này, cây có quả màu đỏ này, chúng ta sẽ trồng ở đâu đây? Ở đây nhé các bạn ơi. Loài hoa màu đỏ này, chúng ta sẽ trồng ở đây nhé các bạn. Cây này chúng ta sẽ trồng ở đâu? Giống như là củ cà rốt nhỉ. Chúng ta sẽ trồng ở đây với các bạn, cái mặt đất trống ở đây. Đây này. Nhầm rồi. Đây này. Khoảng đất trống này chúng ta sẽ trồng củ cà rốt. Tiếp theo, cây cà tím này chúng ta sẽ trồng ở đâu? Ở đây các bạn ơi. Cây hoa màu đỏ chúng ta sẽ trồng ở đây nhé các bạn. Loài hoa có màu xanh biếc thật là đẹp, chúng ta sẽ trồng ở cũng ở kế bên cây hoa màu đỏ khi nãy. Cây lá mầm này chúng ta sẽ trồng ở đâu đây nào? Ở đây nhé các bạn. Cây hoa đỏ này chúng ta sẽ trồng ở đây các bạn ơi. Vẫn là cây hoa có màu đỏ, ta sẽ trồng ở đây các bạn. Tiếp theo nào, cây sẻn này chúng ta sẽ để ở đâu đây? Ở đây các bạn ơi. Cái chậu nước chúng ta sẽ đặt ở trên cây này nhé các bạn. Đặt ở đây. Ở đây. Hoa có màu vàng, chúng ta sẽ đặt kế bên chậu nước. Sẽ trồng ở kế bên chậu nước. Tiếp theo, loài hoa có màu vàng chúng ta sẽ trồng ở đâu đây? Ở đây nè các bạn ơi.
ơi. Tiếp theo, cây nấm chúng tôi sẽ để ở đây, chúng tôi sẽ trồng ở đây. Cánh bướm của chúng ta sẽ đậu lên cây nấm này. Tiếp theo, cái cây mầm của chúng ta. Tiếp theo, cây lá mầm này chúng ta sẽ trồng ở đâu đây nào? Ở đây nhé các bạn. Có vẻ như hai chú bướm này chúng ta đã hơi nhầm thì phải. Chú bướm này phải đậu ở đây đây này. Đây này. Như vậy mới đúng các bạn ơi. Tiếp theo, chậu hoa này chúng ta sẽ trồng ở đây. Ở đây nha các bạn ơi. Đây này. Cái rào nước này chúng ta sẽ đặt ở đây, phải không nào? Đúng rồi. Hoa này chúng ta sẽ đặt ở gần cái rào nước này các bạn nhé các bạn. Tiếp theo, cái sẻng này để sẽ đặt ở đây. Tiếp theo, chiếc xe đẩy chúng ta đặt ở cạnh cái xẻng này luôn nhé các bạn. Chú chim non này sẽ đậu ở trên chiếc xe nhé các bạn. Tiếp theo nào. Chiếc bàn ghế này chúng ta sẽ đặt ở đây này. Hai chú chim non đậu trên bờ rào này. Bé Masa của chúng ta sẽ đứng ở đây các bạn ơi. Bé
như chúng ta sẽ đậu ở đây này. Xong việc rồi các bạn ơi, nào cùng xem lại thành quả của chúng ta nào. Ôi, với sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn thì khu vườn của Masa đã đẹp hơn rất nhiều rồi phải không nào? Sặc sỡ với đủ các loại hoa nhiều màu sắc đang đua nở này. Còn có những chú chim non và những đàn bướm cũng bay đến để thăm vườn hoa của Masa. Nào, cuối cùng chúng ta sẽ mời bạn gấu sang chơi nhé các bạn. Đây, bạn gấu đã sang chơi thăm nhà của Masa rồi này. Trò chơi đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn ơi. Hy vọng sắp tới các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của chúng tôi, đăng ký để đón theo dõi thường xuyên hơn nhé. Kênh giải trí Bobo TV Online trân trọng cảm ơn.